Mến chào quý cô chú anh chị xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh quay trở lại chỗ bãi kiển của anh Vinh ở Bình Tân, Vĩnh Long để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số cây kiển bonsai ha. Hôm nay có khế gần, khế chua, mai chiêu thủy với bông giấy Mỹ ha. Thì số điện thoại liên lạc của anh Vinh thì có tiêu đề cũng như miêu tả nha. Quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp ha. Hình thức thì ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi chào anh Vinh ơi. Chào Tính, mến chào cô chú anh chị đang xem kênh LTK. Em tên Vinh ở thị trấn Tân Quế, Bình Tân, Vĩnh Long. Nay em có về được tổng cộng 24 phôi, trong đó có khế gân, mai chiếu thủy, khế chua, bông giấy Mỹ với một có một cây si búp hồng. Mong được giao lưu với tất cả cô chú trên toàn quốc ạ. Số điện thoại của con là 0939 528 676, đồng thời đó cũng là Zalo luôn cô chú. Rồi, không mất thời gian con xin vô cây số 1, đó là một cây khế gân ạ. Khế gân Bình Tân. Rồi. Cái này nó cũng có dáng thế cây cắt nuôi cây chật lắc nha cô chú. Cái này cũng già cây lắm. Khoảng... Rồi, con xin vô thông số. Rồi, chiều cao của nó tới mặt bầu là được 61 ạ. Chiều cao 61. Hoành tại vị trí này là 37 cô chú ơi. Hoành 37. Rồi, cái đường kính bầu dài nhất của nó là được 45 ạ. Rồi. Mã số 1 này xin giao lưu cô chú anh chị giá là 3 triệu ha. Con bao ship tới nhà cô chú luôn ha. Rồi, tiếp tục mã số 2. Cũng là khế gân cô chú. Cây này có dáng rất đẹp cô chú ơi. Nó ngồi nó ngồi một ệt này nè, hết biết cái đít nè. Cây đang lên tược sống khỏe ha, nhựa kéo rất mạnh. Rồi, chiều cao của nó tới mặt bầu là được 30 ạ. Cái hoành đi. Hoành tại vị trí này là 24 cô chú ơi. Còn cái củ đặt của nó là được 57 tính 56 đi cô chú ơi. Cái đường kính bầu của nó là được 40 ạ. À. Cây này đây lấy cành 1 ha, cành phong. Cành 2 ở đây, nuôi cái ngọn đây, cây này vô cây bài một chút. Đó, nó ngồi cái đít hết biết cái đít nè. Rồi giá không anh? Rồi, mã số 2 này xin giao lưu cô chú anh chị giá là 2.600.000 ha. Con bao phí ship cho cô chú tới nhà luôn. Rồi, tiếp tục mã số 3. Cũng là khế gân. Cây này cái dáng cũng rất hay cô chú. Nó có cành hai này rất đẹp nè. Đó. Đế chịu đế gị giờ nó có đầy đủ hết ha. Rồi, xin vô thông số ạ. Chiều cao tại vị trí này là 39 cô chú. Hoành tại vị trí này là 32, 31 đi. Cái đường kính bầu của nó là được 39 luôn. Rồi, mã số 3, cây khế gân này xin giao lưu cô chú anh chị giá là 2.500.000 ha. Rồi, bao sống ha, bao ship cho cô chú luôn á. Rồi, mã số 4 cũng là khế gân cô chú. Cây này cũng có của ông anh, ông cũng có chơi rồi ha, ông bẻ sữa tay chi nó lằn ngoằn ở trên này ha. Rồi, xin vô thông số ạ. Chiều cao của nó là được 60 ạ. À. Hoành tại vị trí này là 37 cô chú ơi. Hoành 37. Xuống nở một chút nữa nè. Củ, xuống củ đi. Củ tính 51 đi. Đó. Tai chi nó đầy đủ tứ diện hết ha. Cây này rất già nha cô chú. Cây nó lên nù dữ lắm. Rồi, mã số 4 này xin giao lưu cô chú anh chị giá là 2.500.000 ạ. Rồi, mã số 5. Đó, cây này cái dáng rất đẹp nha cô chú. Cây chực lắc có cành rơi rất đẹp. Cắt sơ gì về cô chú thích cắt sao cắt lại ha. Rồi, cây này nó có dáng lắc rất đẹp. Rồi. Chiều cao của cây này là được 65 ạ. À.
Hoành tại vị trí này là 39 ạ. Cái tán ngang của nó là được 58 ạ. Đó, nó dán lắc rất đẹp. Lắc gắt dữ luôn. Rồi mã số 5 này xin giao lưu cô chú anh chị giá là 2.500.000 luôn ha. Rồi tiếp tục mã số 6 cũng là khế gân luôn cô chú. Cây này hai thân ha. Rồi xin vô thông số ạ. Chiều cao của cây này là được 60 ạ. Hoành tổng hai thân của nó là được 44. Hoành cũ nó đi, cũ sát dưới đi. Sát dưới là 50 cô chú ơi. Đó. Rồi, mã số 6. Mã số 6 này con cũng xin giao lưu cô chú anh chị giá là 2.500.000 ha. Rồi, tiếp tục mã số 7. Cũng là khế gân ha. Nó cây này tai chi cành, tai cành tứ diện hết. Chiều cao của cây này là được 70 ạ. Hoành tại vị trí này là được 32 ạ. Cái đường kính bầu của nó là được 28 ạ. Cây này đế cũng đều bốn mặt nha cô chú. Cây này là mã số 7. Cây mã số 7 này xin giao lưu cô chú anh chị giá là 2.300.000 ạ. Rồi tiếp tục mã số 8. Cũng là khế gân. Cây này cây dáng bay cô chú. Về mình trồng cho nó cất ngã ngã cái cành này xuống chút xíu ha. Rồi con xin vô thông số. Chiều cao của cành đứng này là được 73. Cái cành bay của nó tới cái ngọn là được 82. Hoành tại vị trí này là 37 ạ. Cái đường kính bầu của nó là được 48 ạ. Cây này sống khỏe nha cô chú, xì tược rất mạnh ha. Với lại cây này nó có lỗi đây chút xíu nha, nó bị sờn sờn ở da chỗ này nhưng mà không mục không gì hết ha. Bao sống không có chết, không có mục gì hết. Cái gân này nó kéo rất mạnh. Rồi mã số 8 này xin giao lưu cô chú anh chị giá là 3 triệu ạ. Rồi tiếp tục mã số 9. Cũng là khế gân luôn cô chú. Cái này tai cành nó múa rất dữ. Rồi con xin vô thông số luôn ạ. Chiều cao của nó là được 70 ạ. Tổng cái hoành của nó là được 80. Tổng nguyên cụm nó nghe cô chú. Thôi khoan, để nó cấn cái rễ đây rồi, cho lòn qua cái rễ đi. Tổng hoành của nó là được 62 cô chú ơi. Để con đo cái thân chính nó đại diện nó khoảng nhiêu. Đây thân đại diện của nó là khoảng 22 cô chú ơi. Rồi cây này nó cũng múa dữ lắm nè. Rồi mã số 9. Mã số 9 này xin giao lưu cô chú anh chị giá là 3 triệu ha. Con cũng bao ship cho tới nhà cô chú nha. Rồi tiếp tục mã số 10. Cũng là cây khế gân. Cây này có cây trực bay. Nó có cành bay rất đẹp. Nó tay cành cũng đều hết ha. Về cây này nuôi rất mau rất là mau chơi. Rồi xin vô thông số ạ. Chiều cao của nó là được 67 ạ. Cái đường kính tàn của nó là được 60 ạ. Hoành tại vị trí này là 43 ạ. Nó cái thân đứng của nó đi. Thân đứng của nó là được 23.
Rồi mã số 10 này xin giao lưu cô chú anh chị giá là 2.500.000 ha. Rồi mã 11 cũng là khế gân cô chú. Cây này cái bệ rất dữ nha cô chú. Cây già dặn cây đó. Đó. Bệ đế rất đẹp. Rồi chiều cao của nó là được 80 ạ. Tới mặt bầu là 80. Hoành thân đi. Hoành thân tại vị trí này là 31. Cái này củ nở nha cô chú. Đo hẹo hẹo thử củ. Cái bệ của nó là được 63. Tính 60 đi. Đó. Cây này tai cành nó cũng đóng rất đẹp. Rồi mã số 11. Cây khế gân này con xin giao lưu cô chú anh chị giá là 3 triệu ạ. Cây xì tược sống khỏe cho anh ha. Rồi mã 12 cũng là khế gân. Mã 12 cây này là như thế nào. Rồi con xin vô thông số. Cây này chiều cao của nó là được 66 ạ. Hoành thân tại vị trí này là 31 ạ. Cái đường kính bầu là được 30. Cây này nó dàn cành nó múa cũng rất dữ nha. Cây mã số 12 này con xin giao lưu với cô chú anh chị là giá là 1.500.000 ạ. Cái cây này chịu gửi. Rồi mã số 13. Mã số 13 cũng là khế gân luôn chú. Cây này già cây dữ dằn. Rồi xin vô thông số ạ. Chiều cao của nó là được 105 ạ. 1m05. Cái hoành của nó đi, hoành của nó tại vị trí này là 38 ạ. Củ nở nha. Đó luôn hảo củ luôn. Củ tại vị trí này là 52. Bệ rất nở. Tay cành tứ diện ha, lắc ngay co có đóng tay cành hết ha. Rồi, mã số 13 này xin giao lưu cô chú anh chị giá là 2.800.000 ạ. Rồi, mã số 14 là một cây phô mai tứ quý nha cô chú. Chiều cao của nó là được 49 ạ. Hoành tại vị trí này là 30. 31 tính 30 đi. Đó, nở xuống chút. Nở xuống chút chỗ này là 57 ạ. Cái đường kính bầu của nó là được 45. Cái này về ghép là vừa luôn nha cô chú. Kéo thẹo ha. Rồi mã số 14, cây mai tứ quý này xin giao lưu cô chú anh chị giá là 2.500.000 ha. Rồi mã 15 là một cây mai chiếu thủy. Cây này da xanh chứ không phải da đen cô chú. Cái này cụm gừng. Nó tai chi đồ nó có đầy đủ ha. Rồi xin vô thông số ạ. Cái chiều cao của nó là được 92 ạ. Tổng cái hoành đế, tổng cái cụm đế của nó là được 110 ạ. Cái tán ngang của nó. Tán ngang của nó là được 83 ạ. Cái này ship thì cũng đóng kiện cho cô chú ha, chứ để gãy cành hết ha. Đóng kiện thì phí ship nó rất cao. Rồi mã số 15 này xin giao lưu với cô chú anh chị giá là 3 triệu đồng ạ.
Rồi mã số 16 cũng là cây mai chiếu thủy. Cái này cũng da xanh chú. Cái này nhỏ, hoành nhỏ nhưng mà bể đế nó rất là nhiều, rất là dữ. Rồi xin vô thông số ạ. Chiều cao của nó tới mặt bầu là được 50 ạ. Hoành tại vị trí này là 20. Cái đường kính bầu của nó là được 44. Rồi mã số 16 này xin giao lưu cô chú anh chị giá là 1.200.000 ạ. Đế hết bầu luôn ạ. À đế nồi đế hết bầu luôn đó. Rồi tiếp tục mã số 17 cũng là cây mai chiếu thủy. Cái này cũng da xanh cô chú. Rồi xin vô thông số. Chiều cao của nó là được 49 ạ. Hoành tại vị trí này là được 52 ạ. Nở xuống này nó cũng lớn lắm nha. Nở tại vị trí này là 81 ạ. Cái đường kính bầu của nó là được 45 cô chú ơi. Tổng cái nồi đế, tổng cái hoành đế đi. Tổng cái hoành đế là được 113 ạ. Đấy là đặt kẹo luôn, cứng bầu luôn ha. Rồi cái mã số 17 này xin giao lưu cô chú anh chị là giá là 2.700.000 ạ. Rồi mã số 18 cũng là cây mai chiếu thủy ha. Cây này cũng của ông chú ông chơi cũng sửa tay cành nào có ha, nhưng mà thấy nó thọt ra xa quá, nó cắt giật vô bớt giờ nó cũng ra tược rồi nè. Rồi xin vô thông số ạ. Chiều cao của nó là được 57 ạ. Cây này thì hoành nó đo nhiều vị trí cho cô chú tham khảo nha. Ở đây là nó 44 nè. Còn ở dưới cái chi 1. Dưới chi 1 là nó tới 91 nè. Đó, lớn lắm. Cục nạc bự lắm. Đó. Rồi mã số này là mã số 18, con xin giao lưu cô chú anh chị giá là 3 triệu ạ. Rồi mã số 19 là cây cũng là chiếu thủy, cây này cây lá gí nha cô chú. Lá nhỏ xíu luôn á. Cây này thì thẹo nhiều nha. Thẹo rất là nhiều. Rồi xin vô thông số. Cái chiều cao nó tới cái ngọn là được 49 ạ. À. Cái hoành tại vị trí này là 26 ạ. À. 26 cô chú. Còn cái củ đặc của nó là được 63 ạ. À. Cái đường kính bầu của nó là được 35 ạ. À. Rồi mã số 19 này xin giao lưu cô chú anh chị là giá là 1.200.000 ạ. Rồi mã số 20. 20 là một phôi hoa giấy Mỹ cô chú. Giấy Mỹ này của vườn chứ không phải là giấy công nghiệp nha cô chú. Rồi xin vô thông số ạ. Chiều cao của nó là được 113 ạ. Tới mặt bầu là 113. Cái hoành tại vị trí này là 40 ạ. Nở xuống đi. Hoành nở của nó là được 62 ạ. Cái đường kính bầu của nó là 40 cô chú ơi. Rồi mã số 20 này xin giao lưu của cô chú anh chị giá là 3.500.000 ha. Cây cũng đang xì tược cô chú. Về là vừa ghép lên lắm đó. Ghép 5 màu là cây này là hết sảy đó. Không có bọng gì hết. À cây này thì hoàn toàn không có bọng mục gì hết. Nguyên vẹn hết. Đây nó có xước xước cái rễ chỗ này chút xíu à. Mà đã xử lý tha keo đồ lại hết rồi. Không sao hết.
Rồi. Rồi tiếp tục mã số 21. 21 này là một cây khế. Cái khế này như là khế ngọt đó cô chú ơi. Cây này thì nó già thôi luôn. Cây này nói chung là cỡ hàng chú hàng bác gì con chứ nó lớn hơn con nhiều á. Rồi. Chiều cao của nó là được 86 ạ. Hoành tại vị trí này là 63. Và tuốt ở trên luôn đó, cô chú. Tổng cái nồi đế nó là hết thước dây 150. Với lại cây này nó có bọng ở trên cái đầu, con đã xử lý hết rồi nha cô chú. Đó, chám lại cho cô chú luôn rồi, về là chỉ việc nuôi thôi. Đó. Cây này rất là già, cái độ đế sổ của nó. Đế sổ mình đo tới đây cho cô chú tham khảo luôn nha. Tới đây là 50 cô chú ơi. Rồi mã số 21 cây khế ngọt này xin giao lưu cô chú anh chị giá là 4 triệu ạ. À. Bao sống bao ship luôn. Lấy bằng nào luôn tới không? Đấy. Rồi, tiếp tục. Cây tiếp tục mã số 22 là một cây khế chua cô chú. Cây khế chua này nó cũng già. Khú khụ luôn á. Đấy nó sởm như con thú lai lai cô chú. Nó già cốc già chân. Rồi xin vô thông số ạ. À. Chiều cao của nó tới mặt bầu là 75 ạ. À. Hoành tại vị trí này là 53. Nó nở xuống chút. Nó nở xuống chút là 67 cô chú. Tổng cái nồi đế của nó. Tổng cái nồi đế nó là 113 cô chú ơi. Cái nãy trên đầu nó có 1-2 lỗ con cũng xử lý rồi ha. À, nó có 1-2 lỗ nhỏ. Rễ là cộng bắp không ha. Rồi mã số 22 này con xin giao lưu cô chú anh chị giá là 4 triệu luôn ạ. À. Cũng bao sống bao ship cho cô chú tới nhà ha. Rồi. Tiếp tục mã số 23. Là một cây khế chua. Cây này cái dáng hòn rất dữ cô chú. Những cái bể đế là thôi. Nó nu lục cục lòn hòn chân nè. Nè, nu lục cục chân. Cây này rất già cây. Rồi, xin vô thông số ạ. À. Chiều cao của nó là được 70 cô chú ơi. Hoành cái này đo cũng khó đo quá. Tại vị trí này là con đo là được là 69 ạ. À. Tại vị trí này là 112, 110 đi cô chú ơi. Rồi. Cái đường kính bầu của nó là được 60 ạ. À. Cây này nặng, rất là nặng cô chú. Đế nó là cứng bầu tới đích luôn á. Rồi mã số 23 cây khế chua này xin giao lưu cô chú anh chị giá là 9 triệu ha. Cây này để đo cái ngọn nó bóp vót. Cái ngọn này nó còn 33 cô chú ơi. Bóp vót còn 33. Rồi mã số 24 là một cây cây si búp hồng của cô chú. Cây này nó cũng nhỏ mà nó quái.
ở đây nó lên đây nó dính, dính đây trẻ ở đây nó dính dính dính, dính nè, ở đây nó đóng một cục thụ lũ đây nè, nhìn nó cũng ngộ ngộ. Đây lỗ, đây lỗ rất là quái. Cây này cũng già, cây nhỏ, cây mà già. Rồi xin vô thông số ạ. Chiều cao của nó là được 73. Hoành này lo cô chú tham khảo nha, tính hoành không biết tính sao ở đâu nữa. Vậy đi. Tại vị trí này là 44 cô chú ơi. Rồi đo chỗ nhỏ nhỏ này, thân nhỏ này đi. Chỗ nhỏ này là được 20. Rồi mã số 24 cây si búp hồng này xin giao lưu cô chú anh chị giá là 1.200.000 ạ. Rồi mã cây si búp hồng này cũng là cuối clip cô chú ơi. Con cũng cảm ơn tất cả cô chú đã dành thời gian xem hết video ha. Cũng mong cô chú nhiệt tình ủng hộ cho con làm clip tiếp theo ha. Rồi con xin chào tất cả các cô chú dạ.